Chào các em học sinh của trường trung học cơ sở Chu Văn An, quận 11. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu tiết học online của tuần thứ tư, chương trình học kỳ 2 môn công nghệ 8. Với nội dung bài học là đồ dùng loại điện cơ, quạt điện. Cô sẽ nói trình bày cái nội dung bài học. Các em quan sát hình và nghe cô giảng ha. Những slide cuối cùng cô sẽ để cái nội dung cho các em viết bài. Với nội dung, có hai nội dung, đó là tìm hiểu về động cơ điện một pha và nội dung thứ hai tìm hiểu đó là về quạt điện. Tìm hiểu về động cơ điện một pha. Cấu tạo. Mời các em quan sát. Cấu tạo của động cơ điện một pha gồm có hai bộ phận chính, đó là stator và rotor. Rotor là phần quay, stator là phần đứng yên. Cấu tạo của stator thì có hai bộ phận, đó chính là lõi thép và đây là dây quấn. Lõi thép thì được làm bằng các lá thép kỹ thuật điện được ghép lại thành một khối. Ghép lại hình đó là hình dạng, đó là hình trụ rỗng. Bên trong có các cực để quấn dây. Bộ phận thứ hai đó chính là dây quấn. Dây quấn được làm bằng dây điện từ. Vị trí thì được quấn quanh lõi thép và cách điện với lõi thép. Bộ phận thứ hai đó là protor. Protor là phần quay. Cấu tạo của protor cũng gồm có hai bộ phận, đó chính là lõi thép và dây quấn. Lõi thép vẫn được làm bằng các lá thép kỹ thuật điện ghép lại. Ghép lại lúc này là khối trụ và bên ngoài có các rãnh để quấn dây. Dây quấn rotor kiểu lồng sóc bao gồm các thanh dẫn được đặt trong rãnh của lõi thép. Về nguyên lý làm việc, khi đóng điện sẽ có dòng điện chạy trong dây quấn của stator. Theo các em thì dòng điện từ dây quấn của stator có truyền sang cho protor được không? Đáp án đó chính là không ha. Bởi vì dây quấn được đặt cách điện với lõi thép và cách điện với protor nên nó không được truyền, nó không truyền sang protor được. Protor quay được đó là nhờ vào tác dụng từ. Sinh ra trên protor có dòng điện gọi là dòng điện cảm ứng nên protor mới quay được. Cô mời các lớp, mời các em quan sát đoạn phim. Quan sát đoạn phim để biết được về nguyên lý làm việc của động cơ điện một pha. Tìm hiểu về các số liệu kỹ thuật gồm có điện áp định mức và công suất định mức. Điện áp định mức 127V đến 220V, công suất định mức là từ 20W đến 300W. Nếu so sánh công suất của động cơ điện so với bàn là thì nó vẫn nhỏ hơn so với bàn là điện hả em ha. Bàn là điện công suất là 1000W. Trên thực tế, công suất của động cơ điện người ta còn có thể dùng đơn vị, đó là mã lực, ký hiệu là chữ HP.
1 HP bằng 7. W. À, và đơn vị HP này các em sẽ thấy ở máy lạnh. Máy lạnh thì đơn vị HP hay người ta có thể là gọi là mã lực. Bao nhiêu mã lực? À, về sử dụng động cơ điện cần lưu ý. À, khi sử dụng động cơ điện một pha, chúng ta cần lưu ý những điều như sau. À, việc thứ nhất là sử dụng đúng điện áp định mức, công suất định mức. Kiểm tra dầu mỡ định kỳ. Đặt ở nơi chắc chắn, khô ráo, thoáng mát, ít bụi. Kiểm tra an toàn điện đối với động cơ mới mua. Hoặc để lâu ngày không sử dụng thì chúng ta nên kiểm tra an toàn điện trước khi dùng. À, quan sát ở thực tế ở nhà mình các em thấy là động cơ điện thì được ứng dụng trong những loại máy móc nào? Những loại máy móc mà có thực hiện chuyển động quay thì bắt buộc nó đều có sử dụng một cái động cơ điện để biến đổi điện năng thành cơ năng, ví dụ như là máy khoan, máy xay, máy tiện. Ở nhà mình thì có các loại máy móc như là máy hút bụi, máy giặt, máy bơm nước. Và nội dung thứ hai chúng ta tìm hiểu đó là quạt điện. Tìm hiểu về cấu tạo của quạt điện. Nguyên lý làm việc của quạt, cách sử dụng và kể tên các loại quạt. Cấu tạo gồm có hai bộ phận chính, đó là động cơ điện và cánh quạt. Động cơ điện thì thực hiện chức năng gì các em? Đó là chức năng biến đổi điện năng thành cơ năng. Cánh quạt là tạo ra gió để làm mát. Về nguyên lý làm việc. Khi đóng điện, động cơ điện quay kéo theo cánh quạt quay tạo ra gió làm mát. Khi sử dụng quạt điện cần thêm các yêu cầu như sau. Cánh quạt quay nhẹ nhàng, tránh bị rung lắc hoặc bị vướng cánh. Quạt điện gồm có các loại như là quạt trần, quạt bàn, quạt treo tường hay là quạt cây. Đây là nội dung mà các em sẽ viết bài ở bài 44. Đây là nội dung của bài 44, các em viết bài vào vở. Mến chào các em, hẹn gặp lại các em ở bài sau.